Chào mừng anh chị đã đến kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà Hà Nội diện tích rộng có sân cổng riêng khu vực quận Hoàng Mai thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà xây dựng độc lập nằm tại phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 55m², được xây dựng 4 tầng với thiết kế mỗi tầng 2 phòng. Căn nhà của chúng ta thì nằm trên mặt ngõ thông và cách phố Nguyễn An Ninh chỉ khoảng 50m thôi. Với mức giá đang được chào bán chỉ có 7,55 tỷ cho một căn nhà như thế này. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội có sân cổng riêng nằm tại phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 55m², được xây dựng 4 tầng với thiết kế sân cổng riêng, nhà hướng Tây Bắc anh chị nhé. Thiết kế mỗi tầng 2 phòng. Rất là hiện đại, thoáng trước thoáng sau. Từ nhà của chúng ta ra đến phố Nguyễn An Ninh thì đâu đó chỉ khoảng 5-60m thôi anh chị nhé. Đây, từ đây cũng nhìn thấy mặt phố luôn rồi. Ngõ thông, thoáng. Đặc biệt là căn nhà của chúng ta thì nhìn thẳng ra trường mầm non luôn. Cực thoáng. Lát nữa lên phía trên thì em sẽ quay cho anh chị nhé. Rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng đi tham quan phía trong của căn nhà này. Với phía ngoài là khu vực để xe, tiếp đến là khu vực phòng khách phía ngoài và phòng bếp phía trong. Tầng 2, tầng 3 thì mỗi tầng 2 phòng ngủ, khu vực tầng 4 là phòng thờ sân phơi. Ngoài phía sau chúng ta có cái khe thoáng 1m, thì sau cái khe thoáng này vẫn còn 1m nữa là khu vực cống thoát nước ở phía sau, rất thoáng. Vậy là thoáng phía sau của chúng ta sẽ được khoảng 2m thoáng nữa. Lên các tầng trên thì độ thoáng đó nó sẽ phát huy được cái ưu điểm đó. Phía ngoài là phòng khách rồi. Xe cộ để ngoài kia luôn. Tầm 5-6 cái thoải mái. Mức giá đang được chào bán cho căn nhà này là 7,55 tỷ. Và mức giá này thì sẽ có thể thay đổi theo giá của thị trường cũng như giá của chủ nhà mong muốn anh chị nhé. Đây anh chị này, phòng này phía sau này thoáng không kém gì phòng phía trước. Nói chung là tầm diện tích như thế này thì nhà của chúng ta sẽ rất là thoáng rồi. Cái diện tích xây dựng này của chúng ta thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 47m, còn lại là 9m là sân. Hệ thống điều hòa đi chờ sẵn rồi. Ngoài các căn nhà này ra thì quanh khu vực Hoàng Mai, Hai Bà Trưng hay khu nội thành Hà Nội, em còn rất là nhiều các căn nhà riêng khác nữa. Đặc biệt là những căn nhà có gara ô tô và thang máy, hay những căn nhà mặt phố, những căn nhà cho thuê dòng tiền, sản sinh dòng tiền tốt em đều có. Quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Đặc biệt là thời điểm này, những căn nhà sản sinh ra dòng tiền tốt, những căn nhà mặt phố đang là một trong những điều quý anh chị quan tâm rất nhiều. Và đặc biệt là những căn nhà đó thì hiện nay đang được săn đón và cũng rất là hợp lý cho thời điểm lạm phát tăng cao cũng như lãi suất ngân hàng rất là cao. Đây là khu vực phía sau sân phơi của chúng ta ở đây. Còn phía trước sẽ là khu vực phòng thờ hoặc là ở vẫn ok, vì ở đây chủ nhà đã thiết kế thêm nhà vệ sinh ở trên này rồi. Đây, em sẽ mở cho anh chị nhé. Phía trước trường mầm non, quá thoáng luôn. Một căn nhà diện tích rộng, thoáng đãng, mức giá chỉ hơn 7 tỷ thôi. Có nên sở hữu cho mình không anh chị? Hãy gọi điện cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.